khi mà bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đề xét mắt đọc của mấy cái ráp tách này, thì mình trước tiên mình sẽ in một tờ giấy màu trắng với một cái hình màu đen, hình chữ nhật màu đen này. Khi mà đưa vô máy á, thì cái trụ dao mình sẽ để cách cái hình màu đen này ra khoảng 1 cm ha. Rồi bắt đầu thì chúng ta sẽ gạt tầng lên để cho bánh xe giữ giấy, rồi hai ngón tay của chúng ta sẽ kẹp nút slow và nút enter. Sau đó chúng ta sẽ bật máy lên, tay vẫn giữ. Rồi, để cho nó chuyển về cái chế độ đó thì khi đó chúng ta sẽ vào pause menu. Pause menu chúng ta sẽ tìm tới cái lệnh ADG là mũi tên qua phải. Rồi. Chúng ta sẽ bấm mũi tên đi xuống. Chúng ta sẽ tới cái phần mà cái trang mà 2/8, cái phần mà sensor bot ADG ha. Chúng ta sẽ nhấn vào số 2. Enter. Số 1 là sensor level ADG. Chúng ta sẽ bấm vào cái phần mà sensor gain là thiết lập lại mắt. Enter. Sau đó chúng ta kết thúc thì chúng ta sẽ tắt máy, khởi động lại giống như bình thường và chúng ta cắt.